Tiểu sử Quang Thắng, từ cậu bé nghèo thành nhạc sĩ rồi danh hài đất Bắc. Quang Thắng tên đầy đủ là Đặng Quang Thắng, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1968 tại Hải Phòng, là một nam diễn viên. Anh chuyên về hài kịch và vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh là vai Táo Kinh Tế trong chương trình Táo Quân Các Năm của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam VFC. Ngoài diễn hài, Quang Thắng còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình, phim điện ảnh hay làm người dẫn chương trình. Hiện nay, anh đang là nghệ sĩ hài của Nhà hát kịch Hà Nội, trước đây là nghệ sĩ của đoàn kịch Hải Phòng. Năm 2015, Quang Thắng đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Sau khi học xong cấp 3, anh đăng ký dự thi vào trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng. Sau khi trúng tuyển và theo học năm 1989, anh tốt nghiệp ra trường. Đến khi ra trường, bị cuộc sống nghèo khổ đeo bám, ngoài đi diễn, Quang Thắng phải làm thêm nhiều nghề phụ để trang trải cuộc sống. Ban đầu, anh đi làm thuê cho gia đình một cô chú trong đoàn kịch Hải Phòng, ngày ngày đưa hàng từ Hải Phòng lên chợ Đồng Xuân, tối lại bắt tàu xe ngược về để đi diễn. Rồi việc đưa hàng thưa dần, sau đó Quang Thắng phải đi làm phụ xe rồi kiêm làm bốc vác cho chủ xe. Năm 1999, Quang Thắng lên Hà Nội học lớp đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Tuổi thơ gắn với cây đàn giấy. Bộ phim Sóng ở đáy sông một thời khiến người yêu điện ảnh vừa xem vừa tức bởi có ông bố đặc trưng người Hải Phòng thời bấy giờ quá nghiêm khắc, cổ hủ đến tàn nhẫn. Hỏi Quang Thắng, anh sinh ra ở thành phố Cảng, trải qua thời đó, bố anh có phải giống như người trong phim? Quang Thắng gật đầu bảo, trong thời kỳ xóa bỏ bao cấp, lúc giao thời, thì vẫn có một số ông bố muốn hướng tới cho con em mình một tương lai sáng lạn, phải nhìn vào các tấm gương kiểu nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn. Anh cũng không ngoại lệ. Gia đình bắt anh học nhạc, nhưng nhà nghèo nên không có đàn. Bố mẹ anh vẽ các phím đàn lên giấy, lên gỗ, rồi hàng ngày bắt anh ngồi học đánh, sướng âm. Suốt ngày son 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 đô la, tôi không chịu nổi kiểu đó. Vừa học vừa khóc, nước mắt chảy ròng ròng, có khi ướt cả đàn. Tôi không chịu, bỏ đi học kịch, bị cả gia đình phản đối, nói nghề đó không sang, đó không phải là nghề, bắt tôi phải chọn nghề gì mà có tương lai sáng lạn, cao sang. Nhưng mà tôi thích kịch rồi, gia đình ép mãi cũng không được. Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng giải bày. Quyết tâm học kịch, khi đó bố Quang Thắng chỉ nói một điều, làm cái gì thì làm, nhưng đã làm thì phải làm tốt, và nếu không tốt thì bỏ luôn. Vẫn quyết tâm vào học kịch, nhưng đến bây giờ, Quang Thắng bảo anh thấy lời bố nói là đúng. Chính vì thế, anh nỗ lực hết mình gấp nhiều lần các bạn khác, song anh không hề hối tiếc vì đã chọn nghề này. Chính nỗi vất vả của nghề, Quang Thắng cũng hướng các con không nên theo nghề của bố mà nên chọn nghề khác. Mặc dù vậy, rút từ kinh nghiệm bản thân, Quang Thắng nói, nếu các con không nghe thì mình đành nghe chúng nó thôi. Cái mặt không cái gì liên quan tới cái gì. Thời đi học cấp 3 trường Ngô Quyền của Hải Phòng, Quang Thắng nổi tiếng nghịch ngợm. Được cái anh nghịch kiểu học trò, chứ không phải hư hỏng gì. Anh nghịch tới nỗi, cho tới bây giờ, các thầy cô khi nhắc đến Quang Thắng vẫn còn sợ. Nghịch là vậy, nhưng Quang Thắng lại được cái thông minh, học giỏi, có năng khiếu ca hát. Anh hát rất hay, hay tham gia vào đoàn đội. Quang Thắng nhớ lại, khi đi học rất hay bị ghi vào sổ đầu bài vì tội ngồi hát trong lớp và đục bàn. Cái bàn tôi ngồi lúc nào cũng có một cái lỗ, tôi hát rất hay, nên toàn hát vào lỗ cho các bạn nghe. Tôi cũng đệm đàn bằng cách dùng ngón tay gõ vào bàn. Ngày đi học thế thôi, chứ càng lớn càng xấu dai, nên đành từ bỏ ước mơ thành ca sĩ. Nếu đẹp dai thì tôi đã thành ca sĩ và mình giàu lâu rồi. Ở thôi thì không thành ca sĩ, không giàu tiền, được cái giàu tình. Hát hay nên các bạn nữ thích lắm. Đến giờ, sau mấy chục năm gặp lại nhau, các bạn vẫn nhắc về tuổi thơ hồn nhiên đó. Cơ mà xấu dai cũng có lúc may mắn nhá. Quang Thắng phá lên cười bảo vậy. Anh kể, cơ duyên đưa anh tới hài kịch chính là cái mặt, không cái gì liên quan tới cái gì của mình. Đó là khi anh ở đoàn kịch Hải Phòng, đầu tiên anh được phân công vào vai hoàng tử trong vở Bá Tước Monte Cristo. Sau nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng nghĩ lại, với cái mặt của anh, hình dáng đó,
không thể vào vai hoàng tử được. Anh bị buộc vào vai tướng cướp Vampa. Quang Thắng lúc đó buồn lắm, là diễn viên, ai chẳng muốn mình được lộng lẫy trên sân khấu. Bị vào vai tướng cướp, nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng phải động viên mãi, Quang Thắng mới chịu. Thầy Hùng bảo, Thắng yên tâm, Thắng vào vai này thì kể cả hoàng tử cũng lu mờ. Tôi vẫn còn nghi lắm, nhưng khi diễn thật, tôi vừa bước ra sân khấu thì khán giả cười ồ lên và vỗ tay. Bắt đầu từ đấy trở đi, tôi thấy thích thú với hài kịch và tiếp tục đến bây giờ. Quang Thắng tâm sự. Tôi có cái xấu thứ hai là tiếng. Tiếng nói thì đối với sân khấu kịch rất quan trọng. Mọi người nói tôi có tiếng địa phương, nhưng cái xấu này cũng lại là cái lợi của tôi. Quang Thắng thật thà tâm sự. Anh bảo, trong diễn hài, tiếng lại không quan trọng, miễn là có cái riêng của mình. Thế nên, anh đã vận dụng cái riêng của mình thì thấy khán giả đón nhận rất nhiệt tình, đều ủng hộ. Mọi người nhớ anh bởi cái chất riêng đó. Từ đó trở đi, anh cứ thế phát huy và không phải thay đổi gì cả. Giữ đúng bản chất của mình là được. Nhiều lúc gặp người hâm mộ hay bạn bè, họ vẫn nhại đi nhại lại câu tôi nói, nhất là cô đầu, thường nhại tôi đó. Nhưng thôi kệ, họ quý họ mới thế chứ. Quang Thắng chia sẻ. Ai nói anh không giàu tiền? Nghe nói anh mới mua nhà rộng thênh thang 70m² với 3 tầng lầu ở Gia Lâm. Anh là đại gia trong làng hài rồi còn gì? Tôi hỏi. Quang Thắng cười bảo, ờ thì cũng chắt chiu mãi mới mua được căn nhà nhỏ đó, làm nơi đi đi về về. Nếu phải diễn trên Hà Nội vài buổi thì cũng có chỗ ăn ngủ. Vợ Quang Thắng tên là Cao Thanh Hải, sinh năm 1979. Sau khi tốt nghiệp khoa sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô về công tác tại Thư viện Hải Phòng. Năm 2002, Thanh Hải và Quang Thắng kết hôn. Họ đã có với nhau 3 người con, gồm 2 cô con gái lớn và 1 cậu con trai út. Cô con gái lớn tên là Đặng Cao Thanh Huyền, cô thứ hai là Đặng Cao Huyền Nhi và cậu con trai út tên là Đặng Cao Quang Minh. Dù cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong tổ ấm của danh hài luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.